Giấc này mình lấy cái chài ra mình chài cá nha cả nhà. Chài cái ao này nữa nè. Chài kiếm cá lên mình làm chả ăn cả nhà. Mấy con cá trắng á. Giấc này cũng chiều à. Siêu sản lớn vô. Rồi, để mình lấy cái chài nha cả nhà. Ăn cái chài. Rồi, mình chuẩn bị mình chài nha cả nhà. Chài kiếm cá lên cái mình làm chả. Cá trắng mà làm chả ăn cũng ngon lắm á cả nhà. Rồi, ngày mới mình cũng mến chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc của mình nha. Rồi, giấc này mình chuẩn bị mình chài nha cả nhà. Cá là cá linh đó cả nhà. Cá là cá linh ống. Chài một nhiều đây.
quay phim hay gì không cậu ơi? Quay phim hả? Ừ. Kiếm cá cả nhà. Cá liền ngang. Ừ. Cá liền. Cá nữa đó. Đó. Cá trắng. Cá canh. Đó. Hai phát được nhiêu đây. Chắc này nó lũi vô trong đó hết trơn rồi cả nhà. Chắc này chắc mình xuống dưới mình mò chút xíu cho nó dậy ra giữa rồi mình chài. Trắng được một con cá linh nóng á cả nhà. Cá dảnh, cá trắng.
rồi. Nghỉ chài cả nhà, được nhiều cá này cả nhà, nhiều đây cũng đủ ăn. Và mình cũng xin tạm dừng tại clip luôn nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà video của mình tiếp theo nha cả nhà. Mình xin chào cả nhà luôn nha. Cá trắng, cá linh ống. Như hồi nãy mình bắt được hai con tôm,